Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi lại nói về hình sự. Hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ cụ thể thế nào là khoản 1, thế nào là khoản 2 của khung hình phạt hình sự. Thường thì thông thường một cái điều luật thì nó có rất là nhiều khoản. Thông thường thì cái khoản đầu thì mức hình phạt nhẹ và các tình tiết nặng hơn, cho nên cái khung hình phạt nặng hơn. Ví dụ như cái điều 356, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thì cái khoản 1 từ 3 năm, từ 1 năm đến 5 năm các bạn ạ. Khoản 2 là từ 5 năm đến 10 năm. Khoản 3 là từ 10 năm đến 15 năm. Trong cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ này thì gồm có 4 khoản, các cái tình tiết từ từ tăng nặng dần. Thì hôm nay tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn một cái áp dụng khoản 1, khoản 2, khoản 3. Sáng nay có một cái trường hợp nó như vậy đó. Thì trong cái thông tin, tôi xin mã hóa cái thông tin mà cơ quan điều tra gửi cho bị can, thì ở cái khoản 2 là của cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thì trong đó có ghi là khoản 2. Thì vị khách hàng này nói với tôi rằng là: chị ơi, khoản 2 mà theo em được biết khoản 2, nhưng mà hình như là khoản 1 đó chị. Tuy nhiên thì trong cái việc văn bản của cơ quan điều tra ghi khoản 2 thì tôi cũng đã phân tích cho vị khách hàng này. Nếu trong trường hợp khoản 1 thì mức hình phạt từ 1 năm, mà khoản 2 thì mức hình phạt từ 5 năm đến 10 năm. Nào, chúng ta cùng xem cái điều luật về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Em bảo với tôi rằng em làm một cái công chức nhà nước và em có một cái hành vi làm thiệt hại tài sản của nhà nước với mức trong dao động từ trên dưới 100 triệu đồng. Thì theo cái quy định của điều 356 tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì nó gồm có là: người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về mặt tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 5 năm. Riêng cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ này thì tôi nghĩ có hai yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là những cái người này là những người đang có chức vụ và quyền hạn. Ví dụ chúng ta là chủ tịch của một quận huyện gì đó, chủ tịch của một xã gì đó, hoặc là chúng ta làm ở bên bộ phận kế toán, chúng ta làm ở bên thuế, phải, đối với cái đối tượng này là phải có chức vụ quyền hạn, một cái chức vụ gì đó để trong cái quá trình lợi dụng cái chức vụ này để làm thiệt hại về mặt tài sản mà mức thiệt hại trên 10 triệu đồng thì có thể là vi phạm pháp luật. Đối với cái khoản 1 là từ 1 năm đến 5 năm. Cái khoản 2 có 3 tình tiết để chúng ta xem, đó là khoản 2. Thứ nhất là có tổ chức. Có tổ chức là ví dụ như hôm nay rằng là tôi là có một cái chức vụ quyền hạn, tôi lệnh cho thủ quỹ, tôi lệnh cho kế toán và các chúng tôi đã làm cái sổ sách nào đó để cố tình rút ruột số tiền là 300-500 triệu gì đó, là có tổ chức, người thực hiện hành vi, người thừa hành, người giúp sức.
phạm tội từ 2 lần trở lên thì đối với cái hành vi này thì nếu rơi vào khung 2 là phạm tội từ 2 lần trở lên. Thứ ba là gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thì mức hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đôi nét nhất về cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và phân biệt khung hình phạt thứ nhất và khung hình phạt thứ hai. Thông thường thì những cái khung đầu có cái mức hình phạt thấp, những cái khung hình phạt càng về sau thì mức hình phạt nó sẽ cao hơn. Và nếu như trong trường hợp chúng ta nhận được cái kết luận điều tra, chúng ta nhận được cái cáo trạng ghi rõ khung 2 của điều 356 thì chúng ta biết được rằng chúng ta tội gì và khung hình phạt này ở cái mức hình phạt này thì thẩm phán có quyền tùy nghi sử dụng từ 5 năm đến 10 năm để mà xét xử chúng ta trong cái khung hình phạt đó. Dĩ nhiên rằng tôi không muốn phân tích sâu về cái điều luật, tôi chỉ đưa cho quý vị và các bạn cái điều luật về tội sử dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và phân biệt điều khoản thứ nhất và khoản 1 và khoản 2 để quý vị và các bạn biết được thêm những cái quy định của pháp luật đối với luật hình sự năm 2018. Hy vọng rằng thông qua chương trình Dân ta phải biết luật ta, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thêm những cái kiến thức pháp luật, và kiến thức pháp luật này chúng ta có thể sử dụng nó để làm kiến thức cho những người thân, người quen, những anh chị em chúng ta đang vô phúc vướng vào cầm lô lý. Và khi chúng ta thấy được cái cáo trạng của cơ quan điều tra thì chúng ta có thể biết được rằng trong trường hợp này khoảng 3, lên Google search lên khoảng 3 từ 10 năm đến 15 năm, tội mua bán chất ma túy khoảng 4 20 năm, chung thân tử hình, để chúng ta biết được những quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với mong mỏi rằng tất cả những người dân Việt Nam, hơn 90 triệu người dân đều biết luật, tôi mong muốn được san sẻ, được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý đồng nghiệp, quý thẩm phán, anh chị em có nhà ý muốn góp ý cho chương trình Dân ta phải biết luật ta ngày càng phát triển hơn thì xin hãy để lại comment. Tôi xin trân trọng cảm ơn.